Nathan Lee nhắn vài gạch đầu dòng tới ai đó đang đòi đi kiện. Bài đăng của Nathan Lee được cho là bóng gió về vụ lùm xùm từ thiện của một số nghệ sĩ Việt. Mới đây, Nathan Lee bất ngờ chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân với lời nhắn dành cho những người còn đang mơ hồ khi đi kiện. Nam ca sĩ đưa ra một số lời giải thích về quy trình xử lý các vụ kiện dân sự và các mức phạt cho hành vi chiếm đoạt tài sản. Mặc dù không đề cập cụ thể đến ai và sự việc gì nhưng nội dung mà Nathan Lee đăng tải khiến nhiều người cho rằng anh đang bóng gió về lùm xùm từ thiện của một số nghệ sĩ Việt, đặc biệt là những người đang đòi khởi kiện. Bài đăng gửi ai đó đang đi kiện của Nathan Lee gây chú ý. Nhiều dân mạng cho rằng Nathan Lee đang ám chỉ ồn ào sao kê từ thiện của nghệ sĩ. Cách đây không lâu, Nathan Lee cũng đăng đàn, "Càng ngày mình càng tởm cái dưới này." Ngay khi cộng đồng mạng đang xôn xao cho rằng nam ca sĩ đang ám chỉ giới showbiz Việt với hàng loạt scandal vừa qua thì anh cũng ngầm xác nhận điều này. Nathan Lee tiếp lời, chỉ diễn là giỏi. Bao nhiêu người tốt, tài năng, nỗ lực nhưng không được quan tâm. Kẻ xấu thì, nghĩ nó chán. Nam ca sĩ còn bày tỏ sự ủng hộ cho việc thanh lọc lại giới showbiz Việt giống như Cbiz vừa trải qua. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.